vị quay lại với chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp. Và bây giờ là tiếp mục mà các bạn có thể thấy được nhân vật chính của chương trình mình biến hóa như thế nào. Và bây giờ thì Harry sẽ xin giới thiệu diễn viên người mẫu Trâm Anh. Bye bye anh, ba chị em đi về nha. Sao đi đâu? Tại sao? À tôi chết, hiểu rồi. Lũng Hà. Ui. Em đi chung với cùng màu hồng, cùng màu hồng mà. Cùng hoa hồng luôn. Cùng họa tiết. À rồi, bông nữa. Hồi đầu chương trình chị mới vừa khen em là dễ thương rồi, rồi như bông hoa đồ, tự nhiên giờ cái thêm một bông hoa nữa. Mà đây rồi thêm một hoa này đậm hơn rồi đẹp hơn, tại vì dáng thon hơn, cao hơn. Em đi về là đúng rồi chứ gì nữa. Có em. Cho mang á, mặc cái bộ này nó có cái bông đó mà ngồi xuống đó người đi về là anh. Ủa là sao nữa vậy anh? Anh không có cái gì ở trên này hết, em cũng có họa tiết, em cũng có bèo, em cũng có nhún con môi mình anh đen trắng. Nhưng mà anh có cái miếng ngang qua nè. À, anh cũng có họa tiết rồi. Anh đó họa tiết đó là họa tiết đó. Vậy là anh được ở lại rồi, quyết định như đi. Vậy là không ai được đi về hết. Thì em thấy nó cũng hợp anh với màu trắng nè. Hai bạn cũng là màu hồng với nhau nè, là quá hợp rồi, rất là cân. Ủa Trâm anh ơi, sau khi em biến hóa thì em cảm thấy như thế nào? Em thấy em lạ quá đó. Em lạ kinh khủng khiếp luôn, tại vì là từ lúc em đi thi tới giờ rồi hầu như là cái cách trang điểm của em là kiểu sẽ hơi nữ tính. Em rất là thích Hàn Quốc cho nên là em rất là thích trang điểm với kiểu phong cách giống như chị Harry, giống như mọi người kiểu lúc nào cũng nhẹ nhàng, màu hồng dễ thương vậy đó. Nhưng mà hôm nay màu cũng là màu hồng nhưng mà lạ quá. Lạ mà cái anh dạ. cái phần mắt làm cho rất là có gì đó, nó vừa cá tính nhưng mà vừa mơ mộng quá anh nhỏ. Anh nghĩ là cái màu pastel này thì lúc nào nó cũng đem lại cho người ta cái cảm giác nó rất là mộng mơ, nó rất là nhẹ nhàng. Cười gì cười hoài vậy bà? Trời ơi, cười người ta cười mà cũng ăn no. Em khác, em vui chứ. Không có, bây giờ giống như kiểu... Không có cho cười. Lúc trước ở trong chương trình lúc nào bà cũng ngơ vậy nè. Bằng. Cái xong cái mộng, giữ lên coi, giận lên coi. Dạ em giận rồi. Trước khi vô chương trình em đã sợ anh Trung rồi, vì em xem anh Trung trên những cái chương trình khác nữa. Đó là ở những chương trình khác thôi, còn ở chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp thì em thấy chưa? Anh dạ. Trung rất là dễ thương, hiền hòa. Nhưng mà không phải huấn luyện mà không dạ, phải trong công việc, anh dễ thương mà. Dễ thương mà. Anh dễ thương mà. Khi mà mới ra chương trình, anh Trung là cái người đẩy cho em một cái job cũng rất là ok luôn. Mà lúc anh Trung cũng không nói gì hết, anh Trung kêu là đó em làm đi rồi vậy thôi à. Thấy chưa, tại vì anh Nam Trung là vậy, tại vì chị cũng lúc đầu là anh Nam Trung thông qua những cái chương trình khác là dữ quá, lo lắng muốn chết, nhưng mà anh không có vậy. Và lúc đó anh Harry mới để là những người nào mà ngoan ngoãn mà kiểu ngây ngơ ngây thơ là anh dễ bị siêu lòng á, là kiểu nhập trời ơi, nhỏ này như vậy thì làm sao mà đi ra xã hội mà đi làm việc á. Xong rồi cuối cùng tự nhiên một giống như là một người anh trai mà muốn chăm sóc em gái đúng kiểu rồi. Như vậy cho nên Harry hiểu được là nếu mà một khi anh Nam Trung có cái cảm nhận như vậy thì chắc chắn là trong anh là một người cực kỳ ngoan ngoãn mà rất là ngây thơ ngây ngô. Cô gái này có một cái sắc màu mà nó rất là lạ, là mặc dù rất tập trung nhưng mà mình vẫn nhìn thấy mặt không tập trung xíu nào. Và nó rất là hợp với cả những cái kiểu mà cái màu nó cứ mơ mơ, nó cứ giống như kiểu mỏng manh, nó lãng đãng như những cái màu pastel này. Với bản thân anh á thì anh thấy là cái màu mà những cái màu pastel mà nó được nhấn nhá cũng hơi trên tinh thần là nó đối ngược với nhau, tím với vàng. Mà nó được thể hiện trên cái tinh thần như vậy thì anh cảm thấy nó rất là đạt với cái tiêu chí mà anh mong muốn. Thật ra là ngày hôm nay là lần đầu tiên mà em được thấy cái phong cách trang điểm này ở ngoài á. Em thấy nó đẹp dã man. Thật sự cái ánh mắt này rất là thu hút luôn á em. Mà nhìn giống như mấy cô công chúa trong Disney á. Và kiểu mà đang đứng hát múa vậy đó. Rất là xinh luôn á. Mọi người có muốn nghe em hát không ạ? Anh mời em. Không, em giỡn thôi, em giỡn. Đó, dám nói thì làm đi. Chứ hả, em sợ mọi người kiểu bị ngộ độc rồi này kia, ngộ độc âm thanh rồi đó. Tụi chị muốn nghe thật sự. Không muốn nghe mà thiệt. Thiệt á. Không, tụi chị chuẩn bị tinh thần rồi, không sao đâu. Ok. Em hát bài của chị Harry nha chị. Anh cứ đi phải không? Không, cái nào cũng được. Mày nhận được, hát đi em. Dạ. Chị ủng hộ. Để em nhớ lại lời. Thì anh cứ đi, hãy cứ xa em và đừng ngắm nghĩ hạnh phúc ra sao, yêu thương như nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Trời
Trời ơi. À, hát được không? Hát xong tự nhiên cứ quay sang nhìn mình chứ. Là ý là nói là anh nhìn xem em đã trưởng thành rồi đi nè. Anh thấy chưa? Không, anh bất ngờ đó nha. Em cũng bất ngờ. Anh bất ngờ đó nha, thật sự. Bởi vì là lúc trước thì anh cũng có nghe văng vẳng ở trong hậu trường. Xong rồi mỗi một lần mà anh cứ nghe như vậy là anh quát không ạ? Trời ơi. Không, nhiều khi bé nó hát nhỏ quá, anh quát lớn quá mới nghe rõ được giọng đó. Chị đớt đớt vậy mà chị vẫn còn hát tới giờ đó. Không, chị còn hát hay mà. Nhưng mà em rất thích chị nhảy nữa. Chị nhảy rất là giỏi nữa. Bây giờ lần đầu tiên mà trải nghiệm những cái màu mà thật sự cái màu này rất là khó. Yeah. Những cái màu pastel này nó không phải là nó chỉ khó cho cái người làm make up đâu, mà nó rất là kén mặt nữa. Yeah. Hay làm cho người ta xấu đi. Ồ. Những cái màu pastel lạnh á. Chứ còn ví dụ như là hồng pastel hay là cam pastel, những cái màu mà nó cùng với ở skin tone thì nó dễ rồi, cái đó anh không có nói. Nhưng mà những cái mà kiểu như là xanh nhạt nhạt này, xanh lá lựa nhạt nhạt này, hay là tím nhạt nhạt như vậy á, nó rất là dễ làm cho người ta bị, một là bị sến, hai là bị nó không tới. Hay mà cứ có giữa ở đâu nửa, đó nửa, dạ. nửa. Em để ý là không có đánh eyeliner luôn á anh, nhưng mà mắt vẫn rất là to tròn và đẹp. Tại vì thường đối với em nha, đánh mắt mà đẹp á là mình cần phải thêm một miếng eyeliner để cho cái mắt mình nó vừa dài mà nó vừa to. Cái này không phải là không có eyeliner, mà là ở trong này á, bạn make up nhà anh á, thì bạn ấy dùng là màu tím lạnh và màu tím nóng và làm vào cái vùng màu mắt shadow. Dạ. Và bạn ấy dùng cái chính cái màu tím lạnh á, cái màu tím ở ngoài mà tím hơi xanh xanh á, dạ. Bạn ấy mix với một ít màu nâu, bạn ấy đánh lọt vào bên trong của cái đường chân mi. Nó nằm ở bên dưới cái đường lông mi. Thế cho nên là khi mà mình nhìn á thì mình tưởng nó không có kẻ mắt, nhưng mà nó vẫn có kẻ mắt. Ôi hay vậy ta. Ý là em nhìn gì em hay tưởng tượng á, em ở trên sân khấu em mặc cái đầm dài dài, xong rồi em làm cái này, xong rồi em hát cái khói nó bay 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 rồi đó, trời ơi. Bá tèo ơi, trời ơi. Không, mà mặt em thật cũng là mặt em cũng là thơ mộng mà. Thơ mộng nhưng mà hơi tròn vậy đó. Hơi tròn. Vậy thì trước khi chia tay với chương trình thì Trâm Anh có muốn gửi lời gì cho quý vị khán giả không? Với một cái người phụ nữ thì cái việc quan trọng đó là mình hãy chăm sóc bản thân của mình. Nhưng mà khi mà chăm sóc bản thân thì phải có kiến thức, phải nên có kiến thức. Và em nghĩ là khi mà em đến tham gia cái chương trình này và bắt đầu là mình được trải nghiệm những cái mới, xong rồi sau đó là mình được học thêm những cái kiến thức mới về trang điểm, rồi về chăm sóc cái sắc đẹp của mình, thì em cũng mong là mọi người cũng cập nhật những cái kiến thức này để làm đẹp cho mình mỗi ngày. Trời ơi, lùi rác nữa chứ. Trời ơi, Trâm Anh hôm nay đã khác rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến Trend Tips, nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp, đã cùng đồng hành với chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sài Gòn Live thực hiện. Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Và xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả trong Chủ nhật tuần tiếp theo ạ. Hẹn gặp lại. Giải trí đặc sắc trên kênh YouTube Madison Media Group. Tiếp chưa đi chờ chi vào lúc 21:20 thứ tư, giai điệu thanh xuân vào lúc 21:20 thứ năm, ảo thuật sắc đẹp vào lúc 19:30 chủ nhật.